mới về đồ hả mẹ? Vâng. Rồi. Dạ. Dạ không biết. Là ra chú. Súng nha. Súng bắn. Súng bắn nha ơi. Này là súng sọc kinh. Sơ phòng không. Sơ phòng. Cái là cái gì vậy mẹ? Dạ. Tưởng này tưởng Scooby Doo toilet. Thôi tao quên kẹp. Ồ, nguyên chiếc xe tải bự luôn rồi cô chú. Xe container bự luôn rồi sao nè. Dạ. Máy bay này giờ em Vinh có mà. Dạ. Em Vinh có cái máy bay này mà. Cái đèn led. Tưởng đèn tưởng mấy cái kiếm đèn led chứ mà. Có bịch xà bông á. Dạ. Cái xà bông này nè. Cái này vô đây nè. Cái mình nhấn cái cây này vô đây. Dạ. Cái ra bông bóng bự vô vô vậy nè. Dạ. Có bộ cái mang gì trên trời nè. Cái bì. Cái mang gì trên trời. Đâu Sơn Hà giới thiệu cho anh coi. Giới thiệu cho anh coi đi. Cái đó là gì? Cái này bộ chú bì chú giác một cao. Bộ caramel. Gì nữa? Bộ caramel gì cái trần vô. Cái này bữa to lắm nè. Nãy giờ anh thấy có chiếc xe là khủng nhất nè. Trời ơi, tôi đụng luôn. Cái này đụng luôn. Cái này bữa chú đi vô giá. Đây còn nhiều đồ, nhiều cái trò chơi mà để cho các bé để học á. Học về tư duy á. Tối nay mẹ sẽ live stream trên Facebook của mẹ rồi cả nhà mình lên đó mình coi từng mình có thể mua để tặng cho các bé vào lễ ngày 1 tháng 6 sắp tới nè. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình nha. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt cô chú.